Chào năm trăm anh chị em đến với bản tin cà phê sáng tạo. Như nhiều người đã biết, Facebook đã chính thức cho bật kiếm tiền với Facebook Reels. Cảm ơn bạn Nguyễn Trung Quốc đã đưa tin cho anh em chúng ta. Reels là format video ngắn dưới một phút mà Facebook vừa cho ra đời để cạnh tranh với TikTok và YouTube Shorts. Anh chị em có thể xem lại video clip này để biết cách tạo và đăng Reels lên Facebook. Facebook đặt tên cho chương trình này là Bonus cho Reels. Theo những thông tin ban đầu thì số tiền tối đa mà chúng ta nhận được mỗi tháng là 370 đô. Đây là một quy định mà mình thấy là khá là buồn cười, khá là ngược đời. Chẳng hạn như YouTube Shorts thì quy định là số tiền tối thiểu nhận được là 100 đô và tối đa lên tới 10.000 đô la. Có thể là trong giai đoạn đầu tiên này thì Facebook không muốn thấp hụt ngân sách khi phải chi trả quá tay cho các nhà sáng tạo. Nhưng mà như vậy cũng không sao đối với những cái pro lâu năm kiếm ngàn đô, triệu đô mỗi tháng. Nhưng mà đối với anh em chúng ta mới vào nghề thì kiếm mỗi tháng 370 đô thì cũng đâu phải là ít, cũng vui rồi, đúng không? Có hai điều kiện để bật kiếm tiền cho Reels. Điều kiện thứ nhất là page của bạn phải đủ tiêu chuẩn bật quảng cáo trong luồng, tức là 600 000 phút xem và 10 000 người theo dõi. Điều kiện thứ hai là page đó phải ở trong quốc gia được bật kiếm tiền. Đây chính là điều làm cho anh chị em chúng ta cụt hứng nhất tại vì Việt Nam vẫn được chưa được đưa vào danh sách này. Tuy nhiên bởi vì mình ở Canada cho nên hiện tại mình đang hỗ trợ rất nhiều anh chị em trong cộng đồng tự hào sáng tạo sử dụng banh thuế Canada của mình để bật kiếm tiền cho Facebook. Nếu anh chị em muốn thử thì có thể liên hệ trực tiếp với mình. Thông tin cá nhân mình để ở trong phần mô tả. Hẹn gặp lại anh chị em trong bản tin cà phê sáng tạo lần sau.